Kỷ niệm thời thanh xuân của mình đáng nhớ nhất là những lần mình đi thi hát. Tại vì những lần mà mình tham gia và mình trải nghiệm, mình đoạt giải xong ấy, thì đều có những cái kỷ niệm khó quên ở cái khâu chuẩn bị. Hôm nào rảnh mình sẽ kể cho các bạn nghe. Từ thời tấm bé của mình thì mình đã rất thích làm ca sĩ. Nhưng mà lớn hơn một tí, cho đến lúc mà mình gọi là mình cảm nhận được, mình nhận ra được là mình không đủ chiều cao cũng như là không có đủ điều kiện để mà tham gia, thì mình đã rất là buồn và mình rẽ sang một cái hướng khác hoàn toàn so với nghệ thuật. Nhưng mà gần đây thì mình lại được tham gia nghệ thuật với một cái vai trò khác mà không phải là ca sĩ. Mình vẫn rất vui vì điều đấy. Món đồ thanh xuân mà mình thích nhất đó là đôi giày, tại vì nó đã rong ruổi cùng với mình khắp mọi nẻo đường luôn. Nếu mà cho mình một điều ước trở lại thời thanh xuân của mình thì mình rất muốn được trải nghiệm thật là nhiều và đi thật là nhiều để mình có nhiều kỷ niệm để kể cho các bạn nghe đó.